Xin chào mọi người, mình là Hoàng đến từ trường nội trợ.com và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để sử dụng hiệu quả con Xiaomi Mi A SC này nhé. Đầu tiên thì Xiaomi Mi A SC là một dòng máy có khả năng tự động cực kỳ tốt và theo mình thì nó khá là hoàn hảo trong tầm giá này. Với những tính năng như khả năng tự động giặt rẻ, nâng hạ rẻ lau khi chạy và gặp thèm thì đó là một tính năng cực kỳ tuyệt vời và sẽ tối ưu cho việc làm sạch rất là hiệu quả. Ok, đầu tiên thì khi các bạn nhận máy về, mọi người sẽ lấy hết toàn bộ phụ kiện ra, bao gồm trạm tự giặt rẻ và robot. Thế sau này chúng ta sẽ có một các vị trí ổ cắm dây điện. Sau đó thì chúng ta điều chỉnh các vị trí đốc sạc. Thì đốc sạc nó cần vị trí là đặt sát tường, hai bên mỗi bên chống nửa mét và phía trước này là 1,5 m để máy thuận tiện di chuyển ra vào. Đồng thời là khả năng định vị của máy sẽ chính xác hơn nhé. Và mở nắp này ra. Có hai vị trí bình trong này, một bình màu đen sẽ là bình nước dơ. Bình này chúng ta sẽ để trống nhé. Và một bình còn lại trong suốt. Chúng ta sẽ cho một lượng nước vào và cho tối đa tới phần chữ max này nhé. Sau đó chúng ta cắm cả hai bình này vào trong. Sau khi cắm điện xong thì chúng ta kiểm tra ở trên hai nút bấm này nó sẽ có đèn hiện lên nhé. Như vậy chúng ta hoàn thành xong cái việc xếp vị trí cho chạm sạc. Với robot, việc đầu tiên chúng ta làm nó sẽ là gỡ hai cái siêu chống va chạm và chúng ta sẽ bỏ nó đi. Tiếp đến là kiểm tra máy có đầy đủ hộp bụi đã gắn bằng lọc ở phía dưới, được gắn sẵn chổi cạnh, chổi chính và một tấm rẻ lau. Tiếp đến thì chúng ta sẽ bật nguồn máy lên. Ở đây có hai nút bấm, nút bấm hình tròn là nút nguồn và nút bấm hình ngôi nhà là nút trở về sạc. Đầu tiên chúng ta sẽ mở nguồn lên bằng cách bấm giữ nút này. Chúng ta giữ khoảng vài giây thì trên nút bấm sẽ có hiện đèn lên. Đèn này thì nó khá là mờ nên mọi người có thể khó thấy một xíu. Thì mình có thể để ý là sau khi mình bấm vài giây nó sẽ một tiếng phát ra là máy đã khởi động nhé. Khi máy đã khởi động xong thì chúng ta có thể để cho máy xe với chạm sạc khoảng nửa mét và chúng ta bấm cho máy trở về. Chúng ta có thể bấm ở trên robot hình ngôi nhà hoặc là bấm ở trên chạm giặt rẻ đều được. Sẽ phát lệnh cho máy tự quay về để chạm sạc nhé. Với những khách hàng không muốn sử dụng điện thoại, chỉ muốn là sử dụng đơn giản bấm nút trên máy thì mình sẽ hướng dẫn qua những bước này ha. Trên chạm giặt rẻ chúng ta có hai nút bấm. Nút đầu tiên hình giọt nước là nút tự động giặt rẻ. Nút này là nút để cho máy chạy đi làm hoặc là gọi máy trở về. Thì chúng ta bấm nút này thì máy cũng sẽ tự động giặt rẻ, sau đó thì máy chạy đi làm luôn. Còn nút này thì chỉ giặt rẻ mà sau đó thì không chạy đi nhé. Với hai nút trên robot thì nút hình tròn là nút nguồn và nút đồng thời cũng là nút chạy. Chúng ta bấm giữ để tắt nguồn hoặc bật nguồn và bấm một lần nhả ra không giữ thì máy sẽ tự động chạy đi làm nhé. Còn nút hình ngôi nhà thì bấm một lần thì máy sẽ tự động quay trở về để chạm giặt rẻ nhé. Và để sử dụng được nhiều tính năng hơn thì mình khuyên là nên sử dụng app điện thoại. Thì chúng ta sẽ tải một app tên là Mi Home và mọi người chú ý là mình sẽ đăng ký tài khoản bằng Gmail nhé. Sau khi chúng ta đã tải app và đăng nhập thành công thì chúng ta vào hồ sơ, bấm nút cài đặt, kéo xuống vào mục quốc gia, chúng ta sẽ chọn mục Trung Quốc nhé và bấm lưu là được. Sau chúng ta trở về mục thiết bị, bấm dấu cộng ở đây, bấm dòng đầu tiên, bấm hình kính lúp, chúng ta nhập chữ là Vacuum, V A C, hai chữ U và chữ M. Rồi chúng ta tìm đến con robot này, thì nó tên là Mia Self Cleaning, có hình minh họa ở kế bên nên khá là dễ tìm. Mọi người bấm vào. Tiếp đó ở trên màn hướng dẫn sẽ hiện lên là chúng ta cần là bấm giữ hai nút trên robot. Tương tự mình sẽ bấm vào đây ha, và mình sẽ bấm giữ nhé, bấm cả hai đồng thời cùng một lúc và giữ khoảng vài giây. Chúng ta sẽ giữ tới khi robot có giọng nói phát ra nhé. Rồi ok rồi. Và chúng ta sẽ chọn nút là đã xác nhận thao tác. Bấm tiếp. Ở mục này thì chúng ta sẽ cần nhập thông tin Wi-Fi. Thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ chọn Wi-Fi không có chữ 5GHz, không có chữ 5G. Nếu mà Wi-Fi này chưa đúng ở Wi-Fi nhà mình thì mọi người sẽ bấm nút mũi tên và chọn đúng Wi-Fi. Ở dưới nhập mật khẩu Wi-Fi và bấm tiếp. Rồi, ở đây thì mình sẽ bấm thử lại và nó sẽ hiện ra con robot ha. Mình bấm chọn. Và lúc này thì điện thoại sẽ gửi thông tin Wi-Fi qua cho robot và robot sẽ kết nối tới Wi-Fi nhà mình. Ok, như vậy là robot đã kết nối xong. Chúng ta sẽ chọn phòng cho robot. Thì chúng ta đặt máy ở đâu thì chúng ta chọn phòng đó. Cái này thì chỉ là một phân loại thôi nên có thể chọn đại khái cũng được, không có quan trọng. Bấm tiếp, đặt tên cho robot. Bấm tiếp, bấm hãy bắt đầu và đợi một chút cho máy tải dữ liệu. Chúng ta bấm chấp nhận. Ở màn hình này thì đây là những bước hướng dẫn của robot dành cho chúng ta. Thì máy sẽ dặn dò một vài vấn đề như là chúng ta không nên để những thứ như dây điện hoặc là những vật dễ mắc kẹt ở dưới sạc. Chúng ta cần để máy có một khoảng trống hai bên nửa mét và dây điện để gọn, máy để sát tường. Chúng ta cài đặt những vùng như là vùng không vào cho toilet, nhà vệ sinh với chức năng tường ảo nhé. Khi robot hoạt động thì chúng ta cũng không nên là nâng máy lên khỏi mặt sạc, thì nên để máy tự động chạy sẽ tốt hơn. Tính năng điện phân nước, chúng ta cũng cần phải đổ những cái nước giặt rẻ khi nó đầy nhé. Chúng ta bảo ok. Đây là màn hình chính điều khiển của máy.
thì chúng ta thấy được vị trí bản đồ, những cái thông tin như là diện tích chạy, thời gian chạy và dung lượng pin. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn được chức năng là chỉ hút, chức năng vừa hút vừa lau và chức năng chỉ lau. Đây là tính năng khá là hay. Máy tự động nâng hạ giải lau, chúng ta hoàn toàn không cần động tay vào máy mà chỉ cần bấm trên app là được. Ở đây thì mình sẽ chỉnh qua chế độ vừa hút vừa lau nhé. Thì như vậy thì máy khi chạy ra máy sẽ có tập rẻ. Do ba chấm này thì chúng ta có thể cài đặt thêm một vài tính năng khác như là tính năng về bản đồ, tính năng tường ảo. Với tính năng tường ảo thì nó yêu cầu là được hoàn thiện xong toàn bộ bản đồ thì nó mới cho mình vô sử dụng nhé. Thì mình có thể vào phần map list này, bấm phần create map. Chức năng của dòng SC có khả năng tạo bản đồ nhanh thì chúng ta có thể tạo create khá là thuận tiện. Ở đây là một cái máy hướng dẫn của máy, chúng ta có thể vuốt từ phải qua trái để bỏ vào những hướng dẫn này mà chúng ta mới bắt đầu là cho máy chạy đi tạo luôn cái bản đồ cho chúng ta nhé. Ở một vài tính năng ở phía dưới thì chúng ta có reset map nếu như bản đồ nó có thể bị sai. Chức năng clean, clean ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ giặt rẻ lau. Chúng chỉ bấm vào set clean thì máy sẽ tự động giặt rẻ nhé. Mặc định thì máy khi về chạm sạc thì luôn tự giặt rẻ nếu mà rẻ đang ở chế độ lau. Tuy nhiên thì chúng ta muốn máy giặt 2 lần hoặc là giặt nhiều hơn thì chúng ta có thể chọn chức clean này thì máy sẽ chủ động đi về và giặt rẻ. Với tính năng dry the mop pad thì tính năng này sẽ sấy khô rẻ lau. Chúng ta sẽ dùng tính năng này khi mà chúng ta đẩy máy thủ công vào trong máy ha. Còn khi mà máy được chạy tự động, tự đi và tự về thì tính năng sẽ được kích hoạt một cách tự động luôn mà chúng ta không phải bấm nút gì cả. Ở bên dưới nữa thì chúng ta thể lên lịch chạy tự động. Chúng ta chỉ thể set up nó khi đã có bản đồ thôi. Thì chúng ta chỉ cần bấm dấu cộng này, máy sẽ cho chúng ta chọn thời gian, chọn phòng chúng ta mong muốn hoặc là chạy cả nhà. Rất đơn giản. Ở bên dưới nữa thì chức năng không làm phiền. Tính năng điện phân nước. Tính năng này thì shop khuyên là chúng ta luôn để mặc định là chế độ on nhé. Và tính năng nữa là chúng ta thể cài đặt thêm một vài vấn đề như là giọng nói, chế độ thảm hoặc là tính năng lau. Mọi người muốn lau sạch hơn thì thể chọn tính năng là professional mopping mode. Nó sẽ lau một cách chuyên nghiệp hơn nhé. Ok, đó là hầu như toàn bộ các tính năng mà chúng ta sẽ sử dụng. Ngoài ra thì trong thực tế phần lớn chúng ta sẽ để cho máy tự động chạy thôi. Bởi vì với khả năng thông minh của MIUI SC thì mình tin rằng là mọi người không cần quá để ý các việc mà máy chạy như thế nào. Để sử dụng tính năng tường ảo thì chúng ta sẽ cần bấm dấu 3 chấm. Và mọi người chú ý là chúng ta cần tạo bản đồ trước nhé. Dấu 3 chấm này, virtual world. Thường thì chúng ta dùng tính năng là vùng không vào, nó sẽ thuận tiện hơn là các tính năng khác. Thì trong ô màu đỏ này thì máy sẽ không đi vào nhé. Thì chúng ta sẽ để những vị trí như là toilet nè, ban công, hành lang nè. Chúng ta đặt vào và robot sẽ tự động né nó ra. Chúng ta có thể tùy biến kích thước. Sau khi xong rồi thì chúng ta chỉ việc bấm lưu lại là được nhé. Ngoài ra chúng ta còn một option nữa, đó sẽ là vùng không lau. Thì với vùng không lau nó sẽ thể hiện là màu tím. Thì vùng này thì mặc định robot khi đi vào đây nó sẽ nâng giải lau lên mà không lau tại khu vực này nhé. Với những khu vực như là thảm chẳng hạn, chúng ta không cần dùng tính năng này mà sẽ tự động nhận diện và tự động nâng cái giải lau lên. Thì chúng ta sẽ cho bắt đầu cho máy chạy. Thì ở vị trí này chúng ta sẽ chọn chế độ chúng ta muốn, sau đó chúng ta bấm start thì máy sẽ bắt đầu chạy đi nhé. Ok, đó là toàn bộ những tính năng và những gì chúng ta cần điều chỉnh để cho máy chạy đúng ý chúng ta nhất, cũng rất đơn giản phải không nào. Nếu mà có thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới, ông chủ nội trợ sẽ hướng dẫn và giải đáp cho các bạn nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.